Đây là nguyên một thùng sách nguyên thì mình sẽ khui lấy mẫu để cho mọi người xem. Thì thùng này là khối lượng là 27,4 này. Thì chúng ta khui ra thì chúng ta sẽ thường á, mà sách mua theo thùng á thì sẽ xếp ngẫu nhiên, nghĩa là thùng khi mà mình giao cho mọi người sẽ là nguyên kiện như thế này luôn, chưa bóc tem, mới vận chuyển từ cảng về. Đây các thể loại sách mà chúng ta thường có, thường là sẽ mix rất là lộn xộn, cũng có khi đôi khi là sẽ là sách dành cho trẻ em không, cũng có khi là sách dành chapter cho các bé lớn không, hoặc là đôi khi sẽ có các sách lộn xộn và đủ độ tuổi, nên là mua cái này nó cũng kiểu hên xui. Nhưng mà chất lượng sách thì toàn bộ hầu hết đều là rất là ổn, mới. Ví dụ những cái sách về khoa học như thế này. Ở đây thì đây là dòng sách bìa cứng. Kids only. Đây là sách bìa cứng dành cho các bé nhỏ 4 2 3 4 5 tuổi. Ở đây là dạng. Đây là picture book mà bề mềm. Sách này là về lịch sử. Em thấy là lịch sử như thế này thì các bé đọc sẽ rất là thích. Cái này là chuyện về con gấu gì Sushi? Hoặc là có những cái sách truyện nhỏ, mẫu nhỏ này dành cho các bé để học phonics. Bộ tác phẩm Big Quest, cái này thì nhiều bạn rất là thích nè, của tác giả Adam Blake, Eva Boston. Nói chung mấy Nhà bạn sách thích có là tên bởi vì cái này nè, đâu cái gì Susie? cọt á, Nó có cái khoản này. có vài sách thì cái cọt nó ai xé mất rồi, còn vài cuốn thì có. Thường là các bé mà học tốt thì chắc là mọi người đều biết nhà xuất bản nổi tiếng của DK. Thì hôm nay là cũng sẽ có rất là nhiều sách của DK. Ô, là chắc là tí mất cuốn sách này rồi. Rồi, đây những cái stories for 3 years old. Sách dành cho các bé 3 tuổi. Nhà xuất bản Kingfisher. Kingfisher này nổi tiếng về các dòng sản phẩm mà Information, Dictionary, Book và sách khoa học. Đây có audio book. Mà không biết mình có quét được hay không. Ok, cái này có mã QA là mọi người có thể quét để nghe audio book. Dạng sách picture book. Picture book. Mami cho nè, biết. Ok. Wait for me, make the reverse task. Đây, những cái cuốn sách mà 50 Greatest Stories. Harry Carries, Restless, lại sách DK tiếp. Sách DK này mọi người ra nhà xuất bản mua thì thường giá bộ DK cũng khoảng 100, 100 mấy cuốn. Nè. Cái sách này thì là phù hợp cho bé nhỏ. Picture book, picture hard book mà dạng sách bìa cứng. Sushi, tiếp sushi, lật đi, này nè. Ok. Rất là nhiều Lion Tom, The Nine Stars, Colin, là Space Explorations. Bộ sách. Cuốn sách này mà mọi người đi mua ở ngoài là cũng mấy trăm ngàn một cuốn này rồi. Bộ sách của Beatrix Potter về chú thỏ. Đây là giáo quen thuộc các với các bé. One more thing. This Christmas. Hôm như mình quay video cho mọi người thấy về dù cho sách là picture book, hard book, sách bìa cứng, sách bìa mềm hay là sách khoa học thì chất lượng của các sách đều rất là tốt. Chỉ có điều là cái nội dung sách thì
doodle là doodle là cái gì Sushi? Doodle là vẽ. À, sách vẽ. Vẽ đại á, không vẽ à. Vẽ. Science, aspens. Sushi sao con lo hết ta? Đây là this shows là sách những cái sách puzzle này nè. Thôi, okay. Cuốn sách nào mọi người đi mua lẻ thì không biết bao nhiêu tiền luôn á. Wow wow wow, oh my god, wow. Lúc bơ giờ hết rồi, xíu 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 xíu. Ai một bộ bơ giờ như thế này. Để đủ. Mình sẽ khui tiếp nha. Đây. Remis. Look at this spider buster. À, ở đây là có những cái cuốn sách Aspens, một story nhỏ nhỏ. Tí xong rồi mình sẽ đếm tổng số cuốn cho mọi người xem. Wow, những sách dinosaurs stencil book. Stencils. Đây. Wow. Sách thế này mà các bé mà không mê nữa thì thôi luôn. Thôi. Khá là nhiều. Mình kiểm soát xong xuôi rồi mình sẽ đếm cho mọi người biết là tổng số lượng một thùng mà tầm 27kg như thế này thì khoảng bao nhiêu cuốn ha. Busy Cat. Ngoài ra là có sách Dr. Keys. Để anh xem Wood. Bây giờ mình sẽ đếm lại coi tổng tất cả là chúng ta có bao nhiêu cuốn trong một thùng như thế này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 khoan chôm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. Mày chưa đếm hả Si? 48 49. Hai cuốn dưới mày đếm rồi. 50 51 52. Bỏ vô phụ mẹ Si. 53 54 55 56 57. Không, cứ đếm số cuốn thôi. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Mấy cuốn kia nữa, Susie? Đây nè, 3 cuốn. Cái kia nữa. Không, cái này một cuốn thôi. 86. Cuốn dưới này nữa. Là cuốn này nè. Ôi, 87. Rồi rồi rồi. Mấy kia nữa? 88, 89, 90. Rồi, chúng ta tổng cộng có 96 cuốn thì tính ra là cũng gần 100 cuốn sách trong một kiện hàng như thế này. 89. À, thì mà chia trung bình ra thì giá rất là rẻ. Bye bye.